Xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta khẩn trương di chuyển vào phía bên trong. Những vị khách quý thân thương đợi chờ tất cả quý vị để nói lời khai mạc chương trình tiệc mừng vô quy. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin được đồng nhiệt chào đón và trân trọng kính mời quý vị, chúng ta đã đến phòng ở phía bên ngoài. Xin mời quý vị hãy khẩn trương di chuyển vào phía bên trong không gian của khu tiệc, sớm ổn định cho mình vị trí ngồi. Ban tổ chức chúng tôi đã được bố trí cho tất cả quý vị những chiếc bàn tiệc phía trong không gian hôn trường, có thể nói rằng nó rất trang trọng. Và như thường lệ, chúng ta từng tham dự rất nhiều chương trình tiệc mừng hạnh phúc.